Và em kính thưa giáo sư tiến sĩ Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hữu Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Dương Quý Sĩ, Phó Chủ tịch Hội Hữu Việt Nam, đồng chủ tọa phiên hội thảo, phiên toàn thể số 1 ngày hôm nay. Thì thừa ủy quyền của thầy Châu và ban biên soạn, thì xin phép em xin phép báo cáo cái cập nhật cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dựa trên cái khuyến cáo mới nhất của GOLD năm 2024. Và xin thành viên của ban biên soạn, chủ biên thì thầy Châu, còn thành viên ban biên soạn là các thầy cô, các chuyên gia của Hội Hữu Việt Nam trên cả nước. Và dựa trên cái bản cập nhật mới nhất của GOLD thì các thầy cô của Hội Hữu Việt Nam cũng đã xây dựng để làm sao mà vẫn cập nhật nhưng đảm bảo cái phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thì với cái khuyến cáo của GOLD năm 2024 thì có một số những cái điểm thay đổi về trong cái dựa trên các cái nghiên cứu, các cái tài liệu tham khảo cập nhật. Thế và hội đồng khoa học của GOLD thì cũng review tổng thể dựa trên các cái mức độ bằng chứng để đưa ra những cái khuyến cáo cập nhật và trong cái bản mới nhất. Và trên dựa trên cái bản đó thì các thầy cô Hội Hữu Việt Nam cũng đã tiến hành biên soạn cập nhật dựa trên cái hướng dẫn của Hội Việt Nam đã được xuất bản lần đầu năm 2018. Thế và cái bản năm 2024 thì gồm có 5 chương. Và dựa trên cái format chung của GOLD ấy, thì cách tiếp cận trong cái hướng dẫn của Hội Việt Nam thì cũng tương tự như vậy. Về chương thứ nhất ấy, thì cái rất quan trọng đối với thầy thuốc lâm sàng thì guideline thì mang tính thực hành, mang tính lâm sàng. Thế do vậy mà cái điều rất quan trọng là phù hợp với lại cái thực hành lâm sàng, đặc biệt ở Việt Nam hết sức bận rộn, thì chúng ta sẽ phải xem là những trường hợp nào định hướng hướng đến người bệnh bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính để chúng ta có cái chẩn đoán, định hướng và làm chỉ định các cái thăm dò để làm cái thăm dò chẩn đoán xác định. Thì những người mà có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào, ô nhiễm, tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm hoặc là nhiễm trùng hô hấp tái phát nhiều lần, có di chứng về lao phổi, có tăng tính phản ứng phế quản, thì đấy là những trường hợp có yếu tố nguy cơ cao. Tiếp theo nữa đó là có triệu chứng ho khạc đờm kéo dài và có khó thở, đặc biệt là khó thở chủ yếu thì thở ra. Nhưng thường thì xin báo cáo các thầy cô, các đồng nghiệp đó là khi có khó thở rồi thì đo chức năng hô hấp lúc này FEV1 còn dưới 50%. Thế do vậy mà các triệu chứng hô hấp đóng vai trò quan trọng. Chứ còn để, tức là ho khạc đờm đóng vai trò quan trọng. Chứ còn để đến khi có khó thở là giai đoạn muộn rồi. Và lúc đấy thì các nghiên cứu cho thấy rằng là ta đo FEV1 chỉ còn dưới 50%. Giai đoạn muộn nữa rồi thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân sẽ có chán ăn, sụt cân, yếu cơ, teo cơ, tức là nhìn người ta các cái cơ nó càng ngày càng teo và nó giảm cái chức năng. Để khám lâm sàng thì giai đoạn sớm thì gần như là bình thường và bệnh nhân có xu hướng là tự giới hạn các hoạt động thể lực để thích nghi với tình trạng khó thở, để thích nghi với cái chức năng phổi. Do đó mà cái khám lâm sàng thì các thầy cô cũng hết sức lưu ý. Đợi đến triệu chứng khó thở thì là thường giai đoạn muộn rồi. Và nếu mà giai đoạn muộn thì chúng ta thấy rằng là có suy hô hấp mãn tính, phổi thì thông khí giảm và có ran rít, ran ngáy, đặc biệt trong các đợt cấp. Vậy thì vấn đề sàng lọc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại cộng đồng thì chúng ta có cái thang điểm, có cái questionnaire nào không? Thì dựa trên cái khuyến cáo của GOLD thì chúng ta có bảng câu hỏi gồm có 5 câu hỏi rất đơn giản mà ai cũng có thể hỏi được và làm được ở ngay kể cả ở y tế cơ sở. Đó là người bệnh có ho vài lần trong ngày ở hầu hết các ngày hay không? Thứ hai là có khạc đờm ở hầu hết các ngày hay không? Thứ ba là có dễ bị khó thở hơn những người cùng tuổi so với tuổi? Thứ tư là trên 40 tuổi? Và thứ năm là vẫn còn hút thuốc hoặc là đã từng hút thuốc nhưng đã bỏ? Thì nếu như có 3 câu trả lời có trở lên thì được xếp vào yếu tố nguy cơ cao và cần phải gửi đến cơ sở y tế có đo được hô hấp ký để thiết lập cái chẩn đoán. Về thăm dò cận lâm sàng thì ở đây cái vật rất quan trọng đó là hô hấp ký. Và các thầy cô hôm nay là năm 2024 nhưng mà cái thời điểm năm 2014 khi mà Hội Hô Hấp Việt Nam mới được thành lập, chúng ta thấy cái máy hô hấp ký là cái mà rất hiếm có. Chỉ có một số cơ sở y tế chúng ta mới có máy hô hấp ký. Thì sau 10 năm với sự cố gắng nỗ lực và đặc biệt là vấn đề về đào tạo, vấn đề về chuyển giao kỹ thuật thì hiện tại thì đến các tuyến quận huyện cũng đã có hô hấp ký để phục vụ cho cái chẩn đoán
hết sức là quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng ta cần phải chụp x-quang tim phổi, rồi làm điện tâm đồ, siêu âm tim, đo SpO2 đầu ngón tay, hoặc là khí máu động mạch, đo TLC, rồi cái thể tích khí cặn để mà có thể phát hiện thêm các cái rối loạn kèm theo. Vậy thì tiêu chuẩn chẩn đoán xác định bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong khuyến cáo của Hội Hô hấp Việt Nam thì gì? Thì giống như là GOLD ấy, chúng ta thấy rằng là nếu bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng ho, khó thở và khạc đờm mãn tính, và tiền sử thì có phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ thuốc lá, thuốc lào, ô nhiễm môi trường trong và bên ngoài nhà, tiếp xúc với khói và các bụi nghề nghiệp v.v. thì được xếp vào yếu tố nguy cơ. Và những trường hợp này thì người ta khuyến cáo là chúng ta cần phải đo hô hấp ký để thiết lập cái chẩn đoán. Và nếu như FEV1 trên FVC mà dưới 70% sau test hồi phục phế quản thì được chẩn đoán là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và dựa vào cái FEV1 thì người ta sẽ chia ra thành các giai đoạn. Ở đây thì giai đoạn 1 khi mà FEV1 vẫn trên 80% so với giá trị lý thuyết. Còn lại GOLD giai đoạn 2 khi mà FEV1 từ 50 đến 80. Giai đoạn 3 là từ 30 đến 50. Và giai đoạn 4 khi mà FEV1 là dưới 30% giá trị lý thuyết. Thì đấy là về cái mức độ tắc nghẽn đường thở. Về triệu chứng thì mức độ triệu chứng thì ta sẽ đánh giá dựa vào thang điểm CAT, CAT hoặc là thang điểm MMRC. Về đánh giá cái nguy cơ xuất hiện đợt cấp thì chúng ta dựa vào tiền sử xuất hiện đợt cấp trong 12 tháng vừa qua và mức độ nặng của đợt cấp để ta đánh giá cái mức độ đợt cấp của bệnh nhân. Đánh giá tổng thể toàn diện bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta cần dựa vào cái hô hấp ký để chẩn đoán xác định khi mà có FEV1 trên FVC dưới 70%. Chúng ta cũng đánh giá mức độ tắc nghẽn đường thở như cái phần trình bày phía trước. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh giá cái nguy cơ. Ở đây thì khác với các khuyến cáo trước đây thì chúng ta thấy rằng là thay vì ABCD thì bây giờ ta có ABE dựa vào cái mức độ nặng của triệu chứng qua thang điểm CAT và thang điểm MMRC, hoặc là và kết hợp thêm đánh giá nguy cơ. Ở đây thì có tiền sử đợt cấp. Nếu như bệnh nhân mà không có đợt cấp nào hoặc là có một đợt cấp mức độ trung bình không phải nhập viện thì chúng ta thấy rằng là nguy cơ thấp. Còn lại nếu như bệnh nhân có từ 2 đợt cấp trở lên ở mức độ trung bình hoặc là có một đợt cấp mức độ nặng phải nhập viện thì sẽ được xếp vào nguy cơ cao. Và khi chúng ta kẻ cái bảng ra, chúng ta sẽ xếp vào ba nhóm là A, B và E. Nhóm A tức là ít triệu chứng và nguy cơ thấp. Nhóm B là nhiều triệu chứng và nguy cơ thấp. Còn lại nhóm E tức là chúng ta sẽ thấy rằng là cái nguy cơ đợt cấp của bệnh nhân là cao và bệnh nhân có thể có ít triệu chứng hoặc nhiều triệu chứng, nó không đóng vai trò quan trọng nữa. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là cái nguy cơ đợt cấp là một trong những cái yếu tố tiên lượng nặng ở bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bên cạnh cái triệu chứng của bệnh nhân. Sang chương 2 thì vì cái thời gian nó có hạn cho nên là trong cái tài liệu mà hôm nay Hội Hô hấp Việt Nam phát đến các hội viên và các đại biểu đấy thì đã có cái bản full text hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cập nhật năm 2024 phát đến các thầy cô và quý vị đại biểu để chúng ta có thể tham khảo. Cho nên trong cái phần trình bày tôi xin phép được đi ngắn gọn. Chương 2 thì mục tiêu điều trị ở đây thì cũng đúng theo khuyến cáo của GOLD, ta cần phải đạt được hai cái mục tiêu rất quan trọng. Mục tiêu thứ nhất đó là giảm triệu chứng. Đó là chúng ta cần phải kiểm soát triệu chứng cho bệnh nhân tốt, tăng khả năng gắng sức cho bệnh nhân và nâng cao cái tình trạng sức khỏe chung. Mục tiêu thứ hai đó là giảm nguy cơ trong tương lai. Đó là chúng ta cần phải có các biện pháp để làm giảm cái mức độ tiến triển nặng bệnh theo thời gian. Thứ hai là dự phòng và điều trị các cái đợt cấp của bệnh nhân. Và thứ ba là cần phải giảm cái tỷ lệ tử vong. Và các biện pháp điều trị để đạt được mục tiêu này thì bao gồm có các biện pháp dùng thuốc và có các biện pháp không dùng thuốc. Trong các biện pháp không dùng thuốc thì cái rất quan trọng mà nó sẽ giúp cho chúng ta ngăn chặn được cái tốc độ tiến triển nặng bệnh theo thời gian, đó là vấn đề về cai thuốc lá. Và chúng ta sẽ áp dụng cái mô hình ví dụ 5A, đó là các cái ví dụ như là chúng ta cần phải hỏi bệnh nhân này, chúng ta khuyên, chúng ta đánh giá, chúng ta hỗ trợ cho bệnh nhân và chúng ta sắp xếp các cái lịch khám lại và tư vấn cai nghiện thuốc lá. Cái này tưởng là đơn giản nhưng mà chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta không làm thì bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cứ vật vã với gì ạ? Với cái canh, với thuốc lá, với nghiện thuốc lá. Và trong đợt cấp thì họ không hút được vì khó thở. Nhưng khi đợt cấp
đã vượt qua rồi là họ lại tiếp tục hút thuốc vì thèm không chịu nổi được. Và trong y văn đã mô tả những bệnh nhân đó là từng mở khí quản do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, do hút thuốc lá. Nhưng khi mà xuất viện ra khỏi ICU về thì vẫn hít thuốc qua mở khí quản, và người ta sẽ người ta bịt mũi và người ta đặt cái điếu thuốc, cái điếu thuốc vào cái lỗ mở khí quản để người ta zip và để cung cấp được cái nicotine để thỏa mãn cái cơn nghiện thuốc lá. Do vậy mà cái cai nghiện thuốc lá thuốc nào cũng là cái nhiệm vụ hết sức quan trọng mà các thầy thuốc, các cán bộ y tế chúng ta cũng cần phải quan tâm. Các biện pháp hỗ trợ cai thuốc lá thì ngoài cái việc tư vấn thay đổi gọi là nhận thức hành vi ra thì chúng ta có thể dùng cái nicotine thay thế, chúng ta có thể dùng bupropion, chúng ta có thể dùng varenicline mà trong cái khuyến cáo thì đã đầy đủ rồi. Một cái nội dung nữa nó là liên quan đến vấn đề tiêm phòng vaccine, phòng các nhiễm trùng hô hấp. Ở đây chúng ta thấy rằng kinh điển đó là phòng cúm hàng năm chúng ta tiêm nhắc lại cho bệnh nhân, rồi phòng phế cầu tức là chúng ta sẽ tiêm một mũi hoặc là một cái mũi nhắc lại tùy theo cái vaccine phế cầu chúng ta lựa chọn. Rồi vaccine phòng SARS-CoV-2, virus SARS-CoV-2, COVID-19 ấy, chúng ta cũng cần phải tiêm. Gần đây thì một số ca nhiễm COVID thì cũng đã nhập viện. Mặc dù triệu chứng nhẹ thôi nhưng nếu chúng ta không phòng hoặc không nhắc lại cái chuyện phòng COVID ấy, thì bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và bệnh hô hấp nói chung thì sẽ đối mặt với nguy cơ là rất dễ bị nhiễm trùng. Bên cạnh đó thì một số vaccine khác, ví dụ Tdap, ví dụ vaccine phòng zona, ISV, v.v. Về lựa chọn điều trị ban đầu trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì dựa trên ba cái nhóm như thế này, chúng ta sẽ khởi đầu điều trị. Với nhóm A, tức là ít triệu chứng và nguy cơ thấp, thì chúng ta sẽ khởi đầu bằng một thuốc giãn phế quản, có thể tác dụng ngắn hoặc tác dụng dài. Với nhóm B là nhiều triệu chứng và nguy cơ đợt cấp thấp, thì chúng ta sẽ dùng cái thuốc giãn phế quản. Ở đây chúng ta sẽ dùng giãn phế quản kép là LABA kết hợp với LAMA. Tiếp theo nữa là nhóm E là nhóm nặng nhất. Ở đây là nguy cơ đợt cấp cao, có thể ít triệu chứng hoặc nhiều triệu chứng. Thì cái lựa chọn khởi đầu ở đây chúng ta có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là chúng ta dùng giãn phế quản kép LABA LAMA. Cái lựa chọn thứ hai là cân nhắc chúng ta sẽ dùng cái triple therapy có LABA LAMA ICS. Nếu như cái bạch cầu ái toan trong máu của bệnh nhân là trên 300 bạch cầu ái toan trên 1 microlit thì chúng ta sẽ cân nhắc là khởi đầu bộ 3 luôn ngay từ đầu để mà có thể đủ mạnh để giúp cho bệnh nhân vừa kiểm soát được triệu chứng và kiểm soát được đợt cấp. Và đây có cái dấu sao ở trên slide đấy, thì chúng ta biết rằng là nếu như phối hợp thuốc trong cùng một dụng cụ hít thì có thể là thuận tiện hơn và hiệu quả hơn. Khi mà chúng ta thấy rằng là bệnh nhân phải dùng quá nhiều các dụng cụ hít khác nhau có thể gây nhầm lẫn các cái bước khi mà người ta thao tác và sử dụng. Đây là những cái cụ thể chi tiết đối với nhóm B, đối với nhóm E thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nó chi tiết cụ thể hóa hơn trong cái sơ đồ. Và có một lưu ý ghi chú, tức là đối với bệnh nhân nhóm B đấy, nếu không sẵn có cái LABA kết hợp LAMA thì chúng ta có thể là lựa chọn khởi đầu điều trị với một cái giãn phế quản tác dụng kéo dài đơn trị liệu là LABA hoặc là LAMA. Nếu không có sẵn các cái loại thuốc trên thì chúng ta có thể xem xét dùng ICS LABA khi mà bạch cầu ái toan trong máu ngoại UV trên 300 bạch cầu ái toan trên microlit. Và nếu bệnh nhân nhóm B nhưng có đặc điểm của hen thì cũng có thể là chúng ta sẽ sử dụng cái ICS LABA, bởi vì đối với bệnh nhân mà có cơ địa hen ấy, thì ICS nó sẽ có tác dụng tốt. Với nhóm E thì chúng ta thấy rằng là lựa chọn khởi đầu. Ở đây trong phác đồ chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn khởi đầu. Lựa chọn đầu tiên đó chúng ta sẽ dùng cái LABA kết hợp với LAMA để khởi trị cho cái nhóm bệnh nhân nhóm E. Thế còn nếu bệnh nhân mà có bạch cầu ái toan trên 300 trên 1 microlit thì chúng ta sẽ cân nhắc khởi trị bằng liệu pháp bộ 3 triple therapy luôn cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân mà có đặc điểm hen thì trong phác đồ điều trị cần phải có chứa ICS. Và nếu phải chỉ định ICS thì cái bộ 3 ICS LABA LAMA trong một dụng cụ hít thì là cái lựa chọn ưu tiên, vì cái phối hợp này thì hiệu quả hơn là ICS LABA. Và nếu không sẵn có cái triple therapy trong một cái device thì chúng ta có thể thay bằng hai cái dụng cụ, đó là ICS LABA và một cái LAMA nữa trong hai cái dụng cụ hít. Một số những điểm lưu ý về ICS thì cái điểm này Gold cũng nhấn mạnh, cũng như là các thầy cô ở Hội hô hấp Việt Nam thì cũng đã đưa vào trong cái hướng dẫn,
đó là không ủng hộ liệu pháp có chứa ICS ở bệnh nhân bị viêm phổi tái phát ít nhất là 2 lần trong năm vừa qua, bệnh nhân có giãn phế quản, bệnh nhân có lao cũ, có di chứng mức độ trung bình nặng trở lên, tổn thương nhiều hơn, chiếm nhiều hơn một thùy hoặc trên 25% diện tích toàn bộ của hai phổi, hoặc là bạch cầu hai toan mà dưới 100/1 microlit. Và thận trọng khi sử dụng ICS ở đối tượng bệnh nhân có nguy cơ viêm phổi, ví dụ tuổi trên 55, BM thấp dưới 25, tiền sử đợt cấp hoặc viêm phổi trong năm trước, MMRC cao, MM1 thấp dưới 50%, bạch cầu hai toan máu dưới 2%, khí phế thủng và giãn phế quản. Thì đấy là một số những cái điểm chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn phác đồ có chứa ICS. Về chuyển đổi điều trị thì tùy theo cái mức độ khó thở và đợt cấp mà chúng ta sẽ có cái điều chỉnh, tức là chúng ta có gọi là nâng bậc và hạ bậc tùy theo cái đáp ứng của bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân còn khó thở mà phác đồ điều trị đang là giãn phế quản kép, giãn phế quản tác dụng kéo dài đơn trị liệu là bà hoặc là ma, thì chúng ta sẽ nâng bậc lên giãn phế quản kép tác dụng kéo dài. Và chúng ta nếu chúng ta mà dùng labalama rồi mà bệnh nhân vẫn khó thở thì ở đây chúng ta sẽ cân nhắc mấy cái điểm sau đây. Thứ nhất là chuyển sang một cái device khác, vì có thể người ta cái cơ địa bệnh nhân, cái sức của bệnh nhân hít vào nó không phù hợp. Chúng ta có thể chuyển sang một cái molecule khác, một cái hoạt chất khác, cùng là cái ICS, cùng là LABA, cùng là LAMA, nhưng có thể là cái hoạt chất khác. Thứ ba nữa là áp dụng hay nâng cái điều trị mà không dùng thuốc khác. Thứ tư nữa là phải tìm nguyên nhân khác, đặc biệt là các bệnh lý về tim mạch thì các triệu chứng nó có thể nó mimic với nhau, nó có thể nó rất là dễ nhầm lẫn. Thì đấy là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta thay đổi cái chuyển đổi cái phác đồ điều trị. Nếu như chúng ta đang điều trị cho bệnh nhân bằng LABA hoặc LAMA đơn trị liệu mà xuất hiện đợt cấp thì lúc này tùy theo bạch cầu hai toan, nếu bạch cầu hai toan mà trên 300 bạch cầu hai toan thì lúc này chúng ta sẽ nâng lên cái liệu pháp bộ ba triple therapy ICS LABA LAMA. Nếu như bệnh nhân mà bạch cầu hai toan dưới 300 thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ nâng lên cái liệu pháp bộ đôi LABA kết hợp LAMA. Trường hợp mà bệnh nhân đang điều trị LABA LAMA mà xuất hiện đợt cấp nữa thì lúc này chúng ta xem bạch cầu hai toan, và nếu bạch cầu hai toan mà trên 100 bạch cầu hai toan thì lúc này chúng ta sẽ nâng lên bộ 3 thêm ICS vào. Còn lại nếu bạch cầu hai toan mà dưới 100 thì lúc này chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn. Một là thêm cái Prophylaxis nếu như MM1 mà dưới 50% và bệnh nhân có cái kiểu hình viêm phế quản. Còn lại bạch cầu hai toan mà dưới 100%, dưới 100 trên microlit nhưng gì ạ? Không phải là cái kiểu hình bạch FM1 dưới 50% và viêm phế quản, thì lúc này chúng ta sẽ thêm azithromycin đối với những bệnh nhân mà có tiền sử đã hút thuốc. Thì đấy là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Ở đây thì có hai cái dấu sao mà các đồng nghiệp chú ý như sau. Thứ nhất là phối hợp thuốc mà trong cùng một dụng cụ hít thì nó sẽ thuận tiện hơn cho bệnh nhân và tránh cái nhầm lẫn giữa các cái bước. Thứ hai đó là cái dấu sao thứ hai, đó là chúng ta giảm bậc ở đây. Nếu bệnh nhân đang dùng liệu pháp bộ 3 mà có cái đợt cấp ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Chúng ta có thể cân nhắc là giảm bậc nếu như bệnh nhân xuất hiện các cái biến cố về viêm phổi. Chúng ta sẽ giảm bậc xuống còn LABA LAMA để tránh những cái side effect của ICS. Vấn đề về lựa chọn dụng cụ phân phối thuốc thì cũng đã được đề cập rất kỹ trong khuyến cáo. Vì cái thời gian có hạn này xin phép được bỏ qua những cái nội dung chi tiết, các thầy cô xem trong tài liệu. Vấn đề về thở oxy và thở máy không xâm nhập dài hạn tại nhà, khi chúng ta điều trị tốt bệnh nhân, quản lý tốt bệnh nhân thì cái tuổi thọ của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sẽ được nâng cao và kéo dài. Do vậy mà sẽ đến cái giai đoạn cuối, ngày càng nhiều có nhiều bệnh nhân giai đoạn cuối, do đó mà cái việc mà home care với thở oxy dài hạn tại nhà, với thở NIV tại nhà thì cũng là cái nó sẽ ngày càng nhiều lên, và vì vậy chúng ta cần phải chú ý dựa vào cái phân áp oxy, dựa vào cái tình trạng CO2 để chúng ta quyết định là bệnh nhân thở oxy dài hạn tại nhà hay là thở máy NIV tại nhà. Vấn đề về can thiệp để giảm thể tích phổi thì chúng ta thấy rằng là có thể bằng phẫu thuật, có thể bằng nội soi can thiệp đặt van một chiều, hoặc là gì ạ? Chúng ta có thể là tiến hành ghép phổi khi mà các trường hợp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà giai đoạn muộn, giai đoạn cuối. Sang chương 3 đó là trong cái trường hợp đợt cấp thì ta làm thế nào? Thì trong GOLD cũng như hướng dẫn của Hội Việt Nam thì cũng đưa ra cái định nghĩa thế nào là đợt cấp. Khi mà bệnh nhân có tình trạng xấu đi ít nhất là 2 ngày liên tục và của trên 2 triệu chứng, bao gồm có tăng khó thở, tăng lượng đờm và đờm chuyển thành đờm mủ,
thay đổi cái màu sắc của đờm, hoặc là cái tình trạng xấu đi của bất kỳ các cái triệu chứng nào kèm theo, chúng ta thấy là gì ạ? Nó tăng lên cái mức độ và kéo dài trên 2 ngày liên tục và kèm theo các cái triệu chứng phụ, ví dụ như là đau họng, chảy nước mũi và hoặc nghẹt mũi, có thể có sốt hoặc là các cái nguyên nhân khác, thì đấy là cái chẩn đoán xác định đợt cấp. Đánh giá mức độ nặng của đợt cấp thì chúng tôi không đưa cái đánh giá mức độ nặng theo cái cũ nữa, mà đưa vào đây đó là theo đúng của GOLD, đó là mức độ nhẹ, mức độ trung bình và nặng theo đúng cái hướng dẫn cập nhật của GOLD. Và cái Antonicen thì chúng ta chỉ dùng để quyết định là lựa chọn cái kháng sinh cho bệnh nhân. Vấn đề về tiêu chuẩn nhập viện thì cũng được đề cập kỹ trong khuyến cáo, khi mà bệnh nhân có tình trạng suy hô hấp nặng lên và các cái triệu chứng này nó nặng không thể kiểm soát tại nhà thì bệnh nhân cần phải nhập viện. Đánh giá mức độ nặng của suy hô hấp khi nhập viện thì cũng đã được kỹ lưỡng và chi tiết trong cái hướng dẫn, mời các thầy cô chúng ta xem trong cái tài liệu phát kèm theo. Vấn đề điều trị ngoại trú nếu như đợt cấp mức độ nhẹ thì cái rất quan trọng là chúng ta cần phải tăng liều các cái thuốc giãn phế quản, sử dụng các thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn, SABA có thể kèm hoặc là không kèm theo SAMA, và đường dùng thì chúng ta có thể dùng PMDI qua cái buồng đệm hoặc là dùng dạng khí dung. Thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài thì chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cái LABA hoặc là LABA LAMA. Corticoid thì chúng ta thấy có thể dùng cái liều 0,5 đến 1mg trên 1mg cân nặng trong 24 giờ, chúng ta dùng sớm. Thường là chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Trong 3-5 ngày mà khi kiểm soát được là chúng ta sẽ ngừng, không nên dùng kéo dài. Và chúng ta dùng kháng sinh khi có bằng chứng về nhiễm khuẩn. Khi mà bệnh nhân điều trị ngoại trú không đỡ hoặc là mức độ nặng ngay từ đầu, chúng ta cần phải cho nhập viện. Và ở đây thì chúng ta cũng thấy là các thuốc giãn phế quản cần phải tối ưu, corticoid đường toàn thân và vấn đề dùng kháng sinh khi mà có tình trạng nhiễm trùng rõ. Và trong khuyến cáo thì cũng đưa ra các cái hướng dẫn mà chúng ta lựa chọn kháng sinh cho nó phù hợp, bao gồm các cái mức độ khác nhau, có nguy cơ hoặc không có nguy cơ nhiễm trực khuẩn mủ xanh hoặc là các vi khuẩn đa kháng. Vấn đề về thở máy không xâm nhập cũng là cái chìa khóa mà giúp chúng ta điều trị bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thành công trong cái đợt cấp, giúp cho họ vượt qua đợt cấp, đặc biệt là khi bệnh nhân có yếu cơ, mệt cơ và tăng CO2 máu. Một số chống chỉ định thì cũng đã được đề cập rất kỹ lưỡng trong tài liệu. Khi mà thở NIV không đỡ thì chúng ta bắt buộc phải đặt nội khí quản và thở máy, thì thường là rất là nặng và bệnh nhân sẽ đối mặt với cái nguy cơ tử vong, hoặc là nếu có vượt qua thì cái chi phí điều trị cũng rất lớn. Chương 4 đó là bệnh đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì chúng ta thấy rằng là cái nhóm bệnh lý tim mạch là rất phổ biến, đồng mắc với bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và trong cái tiếp cận điều trị thì chúng ta thấy rằng là điều trị đồng thời song song cả bệnh lý đồng mắc và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và thường là không có cái khác biệt gì khi mà chúng ta phối hợp điều trị để làm sao mà đạt được kiểm soát cả bệnh đồng mắc và bệnh chính của bệnh nhân. Vấn đề các cái bệnh đồng mắc thì gồm có ung thư phổi, gồm có giãn phế quản, rồi ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ, rồi các cái trường hợp về viêm răng nha chu, vệ sinh răng miệng, vấn đề trào ngược dạ dày thực quản, loãng xương, yếu cơ teo cơ, hội chứng rối loạn chuyển hóa v.v. thì mời các thầy cô chúng ta xem trong tài liệu. Và chương cuối cùng trong khuyến cáo của Hội Hô hấp Việt Nam đó là về vấn đề phục hồi chức năng hô hấp, vấn đề về dinh dưỡng và chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân. Thì với mục tiêu làm sao có thể giảm được triệu chứng, cải thiện được chất lượng cuộc sống, gia tăng các hoạt động thể chất và tái hội nhập xã hội đối với người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì cái việc này cần phải làm sớm và làm thường quy và có các cái chương trình phục hồi chức năng để giúp cho bệnh nhân làm sao mà duy trì được khối cơ, duy trì được cái tình trạng sức khỏe chung và đối phó được với cơn khó thở trong cái đợt cấp hoặc là trong cái sinh hoạt hàng ngày. Chương trình phục hồi chức năng thì chúng ta thấy chúng ta cần phải lượng giá, chúng ta cần phải tập vận động, tập sức bền, tập cơ, tập căng giãn cơ, tập các cái cơ hô hấp, tập thở, rồi giáo dục sức khỏe và tự quản lý, giáo dục cách dùng thuốc, vấn đề về dinh dưỡng, nhu cầu năng lượng, nhu cầu các cái thành phần năng lượng, vitamin và chất khoáng thì cũng đã được các thầy cô, đặc biệt là các chuyên gia dinh dưỡng góp ý và xây dựng. Vấn đề chăm sóc và giảm nhẹ thì báo cáo các thầy cô đây cũng là cái mà rất quan trọng và chúng ta cũng cần phải đặt vấn đề và đề cập đến nội dung này. Khi mà bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn cuối, suy hô hấp nặng và không còn cái outcome nữa, và bản thân bệnh nhân cũng như gia đình cũng đã gì ạ, trong một thời gian rất dài chống chọi với bệnh tật, sau một thời gian rất dài phải cố gắng với bệnh tật, thì người ta cũng đã đến lúc mà các phác đồ điều trị không còn đáp ứng nữa
và cũng là cái lúc mà thầy cô các đồng nghiệp phải thông báo cái tin xấu cho bệnh nhân, thông báo tin xấu cho gia đình bệnh nhân và quyết định cái phương án là chăm sóc cuối đời, chăm sóc giảm nhẹ tại nhà và không đặt nội khí quản, không thở máy nữa. Bởi vì có đặt nội khí quản cũng chỉ làm đau đớn cho bệnh nhân thêm, có thở máy cũng không cứu được bệnh nhân, nó chỉ làm cho bệnh nhân đau đớn những cái giây phút cuối đời của họ. Do vậy mà trong cái khuyến cáo thì cũng có đề cập đến cái nội dung này. Và để chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời thì chúng ta cần phải quan tâm kiểm soát các triệu chứng cho họ để bệnh nhân không chịu đựng những cơn khó thở nữa, không phải ho những cơn ho rũ rượi khiến cho họ phải vật vã vì những cái triệu chứng như vậy nữa, hoặc là tình trạng mệt mỏi, tình trạng đau, tình trạng lo âu trầm cảm và lo lắng về bệnh tật thì cũng cần phải được chăm sóc những triệu chứng này bằng các cái liệu pháp tâm lý, bằng các cái thuốc điều trị. Và cái slide cuối cùng thì xin thông báo với quý thầy cô và quý vị đại biểu, đó là chủ đề của ngày COPD toàn cầu năm nay được hội đồng của GOL đưa ra, đó là chúng ta cần phải biết cái chỉ số chức năng phổi của mình. Thì đấy là cái chủ đề của ngày bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính toàn cầu, và đây là cái thông điệp để mà cộng đồng, để mà người dân biết được cái chỉ số, cái chức năng phổi giống như biết được chỉ số huyết áp, và như vậy là họ sẽ quan tâm đến cái việc kiểm tra, kiểm soát và đo cái chức năng phổi, biết được chức năng phổi để mà biết và phát hiện sớm cũng như điều trị hiệu quả. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các thầy cô.